Bộ Chính trị dính sinh tử phù và bị Tô Lâm khống chế như thế nào? Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay vẫn là cơ quan quyền lực lớn nhất của Đảng. Trong lịch sử, chưa có cơ quan nào có thể áp đặt ý chí vào cơ quan này ngoài thế lực Cộng sản ngoại bang. Tuy nhiên, lần này là ngoại lệ, tổ chức siêu quyền lực này đã bị Bộ Công an gây áp lực, phải gật yêu sách mà phía Công an đưa ra. Việc Bộ Công an ép Bộ Chính trị phải chấp nhận Lương Tam Quang làm Bộ trưởng là trường hợp đầu tiên. Tuy nhiên, một khi đã có trường hợp đầu tiên thì khả năng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và cứ như vậy tiếp diễn. Trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, nhà văn Kim Dung mô tả một loại độc dược được gọi là sinh tử phù do Thiên Sơn Đồng Lão cấy vào cơ thể của đám bàng môn tả đạo, tự xưng là quần tiên 36 động, 72 đảo để điều khiển những người này. Nói chung, đây là cách điều khiển người khác bằng một thứ độc dược mà chỉ một mình chủ nhân của nó có được. Trở lại câu chuyện Tô Lâm điều khiển Bộ Chính trị, câu hỏi đặt ra là không ai trong Bộ Chính trị ưa Tô Lâm cả. Vậy mà họ vẫn phải đồng lòng gật đầu với yêu sách do Tô Lâm đưa ra. Vậy nếu những người này không dính phải một thứ độc dược tương tự sinh tử phù của Thiên Sơn Đồng Lão thì không có cách nào lý giải được hành vi của họ. Có ý kiến cho rằng thứ sinh tử phù mà Tô Lâm sử dụng vừa là thuốc bổ lại vừa là độc dược dành cho các quan chức cấp cao nhất của Bộ Chính trị. Vậy loại thuốc đó là gì? Khi nào thì có giá trị như thuốc bổ? Khi nào lại là độc dược đối với những ông quan đang đứng trong nhóm ở đỉnh tháp quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam? Nhận hối lộ, nuôi doanh nghiệp sân sau, liên kết với nhiều thế lực khác để hình thành nhóm lợi ích, tham nhũng chính sách v.v. là những thứ được xem là liều thuốc bổ, nuôi cả gia đình hay dòng họ quan chức. Tiền cho con du học, tiền mua nhà, mua ô tô, tiền ăn thịt bò dát vàng v.v. đều là những thứ được lấy từ những nguồn tiền bẩn như thế. Ở khía cạnh này, nguồn tiền bẩn chính là chất dinh dưỡng quý giá cho các quan chức trong đảng. Tuy nhiên, bất kỳ miếng ăn bẩn nào cũng để lại dấu vết. Chính vết bẩn là một trái liều thuốc độc giết chết sự nghiệp chính trị của bất kỳ quan chức nào. Đã lên tới ủy viên Bộ Chính trị thì chẳng có ai trong sạch cả. Thậm chí lên càng cao, miệng nhà quan dính bẩn càng nhiều. Có điều vì ông nào cũng mang mặt nạ nên vết bẩn bị ẩn đi sau lớp mặt nạ mà thôi. Một khi mặt nạ bị lột ra thì ai cũng bẩn như nhau cả. Được nắm Bộ Công an, Tô Lâm tận dụng tối đa lợi thế. Ông dùng bộ máy điều tra khổng lồ để mà thu thập những vết bẩn dính vào miệng các quan chức ở Trung ương. Đặc biệt là các quan chức trong Bộ Chính trị. Khi dùng những hồ sơ này để khống chế thì không quan chức nào có đủ can đảm để trái lệnh ông Chủ tịch nước cả. Việc giành được ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho Lương Tam Quang đảm bảo rằng Tô Lâm có trong tay nguồn độc dược dồi dào đủ để khống chế Bộ Chính trị và làm chủ cuộc chơi. Vì thế có thể nói thời gian tới rất có thể Tô Lâm sẽ tiếp tục điều khiển Bộ Chính trị nhiều lần nữa. Có thể nói rằng ở ghế Chủ tịch nước nhưng quyền lực của Tô Lâm chẳng khác nào quyền lực của Tổng Bí Thư ở thời kỳ cực thịnh. Cách Tổng Bí Thư nắm giữ Bộ Công an trước đây không giống với cách mà Tô Lâm nắm giữ Bộ Công an hiện nay. Trước đây, Tổng Trọng nắm giữ Bộ Công an thông qua Tô Lâm, ông đưa ra yêu cầu và Tô Lâm triển khai xuống thực hiện. Tuy nhiên, với Tô Lâm, gần như ông có thể ra lệnh cho từng thuộc cấp của Lương Tam Quang, bởi ông từng làm Bộ trưởng Bộ Công an và là người cất nhắc bố trí chức vụ cho các thuộc cấp này. Có thể nói trước đây Nguyễn Phú Trọng nắm Bộ Công an gián tiếp thông qua Tô Lâm, còn nay thì Tô Lâm nắm trực tiếp Bộ Công an. Vì thế, so với ông Trọng, Tô Lâm đáng sợ hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ Chính trị dính sinh tử phù và bị Tô Lâm khống chế như thế nào. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Chưa xoán ngôi tổng, Tô đã chuẩn bị lực lượng khủng và hốt cọc. Hiện nay, Tô Lâm mới chỉ là kẻ có lợi thế nhất trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư, chứ ông chưa thực sự trở thành Tổng Bí Thư. Vậy mà, ông cư xử và hành động như là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vậy.
Đầu tiên, ông dẹp bỏ luật chơi do Nguyễn Phú Trọng đặt ra. Ông cho bắt quan chức mà không thông qua hình thức kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tiếp đó, Tô Lâm đặt Bộ Công an lên đầu Bộ Chính trị khi ông cho triệu tập 63 giám đốc công an các tỉnh thành về Hà Nội để họp tự chọn ra bộ trưởng, rồi gây áp lực buộc Bộ Chính trị phải đồng ý. Đấy là những dấu hiệu cho thấy Tô Lâm ngày một lộng quyền bất chấp kỷ cương phép nước và bất chấp luôn cả kỷ cương của đảng. Trước đây, Tô Lâm chỉ chà đạp lên luật pháp, bắt bớ và khủng bố dân một cách tùy tiện. Nhưng với đảng, ông vẫn luôn tỏ ra là một người biết vâng lời. Đặc biệt, ông vâng lệnh Tổng Trọng một cách vô điều kiện, kể cả việc sẵn sàng vi phạm pháp luật quốc tế cũng như luật pháp các nước khác để mà sang bắt cóc người đem về cho ông Tổng Bí Thư. Một nguồn tin cho Thời báo .d được biết, Tô Lâm đã cho thành lập một cơ quan bí mật thuộc Bộ Công an với hàng trăm sĩ quan có nghiệp vụ chuyên thực hiện việc bắt cóc người ở nước ngoài. Nghĩa là Chủ tịch nước Tô Lâm đang có cách suy nghĩ giống như một ông trùm của các tổ chức khủng bố vậy, chuyên đào tạo người để mà đi thực hiện các cuộc bắt cóc. Điều này cho thấy Tô Lâm quả thực là con người cực kỳ nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm với người dân mà ông ta còn nguy hiểm cả với những người cộng sản không thuộc phe nhóm của ông. Mới đây, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đang dậy sóng với tin tức về việc lực lượng chuyên bắt cóc của Tô Lâm lại sang Thái Lan bắt cóc người, như trường hợp của blogger Thái Văn Đường vào tháng 4 năm 2023. Người bị bắt cóc lần này là thuộc dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam truy bức và phải trốn sang Thái Lan xin tị nạn. Hiện Tô Lâm chưa thật sự xoán ngôi Tổng Trọng, nhưng người Việt trong nước và khắp thế giới bắt đầu cảm nhận được sự bất an với một tổ chức tội phạm nhân danh nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đánh giá về khả năng Tô Lâm ngồi vào ghế Tổng Bí Thư, hầu hết giới quan sát đều nhận xét đó chỉ là vấn đề thời gian. Việc Tô Lâm ngồi vào ghế Chủ tịch nước là bước đệm để trở thành viên chức cho chức Tổng Bí Thư. Một khi ông chính thức trở thành Tổng Bí Thư, đó sẽ là một thời kỳ mới, với cách lãnh đạo mới cứng rắn hơn, sắt máu hơn rất nhiều. Vũ khí tối thượng của Tô Lâm là bạo lực và khủng bố. Ông không cần dùng bất kỳ sức mạnh mềm nào cả. Khi lên được ghế Tổng Bí Thư, ông sẽ phát huy tối đa thứ vũ khí này. Có thể nói Tô Lâm là con người nguy hiểm nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước tới nay. Bằng sức mạnh bạo lực từ hệ thống công an, Tô Lâm đã ép được Bộ Chính trị phải gật đầu trước các yêu sách của ông. Không rõ những thành viên còn lại của Bộ Chính trị sẽ tính toán như thế nào, có đối sách gì để mà kiềm chế Tô Lâm hay không. Nếu không cản được Tô Lâm thì đấy không chỉ là tai họa cho 15 ủy viên Bộ Chính trị còn lại, cũng như nguy hiểm cho 200 ủy viên Trung ương Đảng, mà còn nguy hiểm cho hơn 100 triệu người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước. Tô Lâm vẫn là mẫu người hành xử theo cảm tính và không ngại dư luận. Việc ăn thịt bò rất vàng đồng thời cho phép ghi hình cho thấy Tô Lâm không ngại những hình ảnh xấu xí đó bị phơi bày lên mạng xã hội. Một khi Tô Lâm nắm toàn quyền, đảng sẽ bị mất lòng dân hơn nữa, và chắc chắn Tô Lâm sẽ lại dùng thứ công cụ duy nhất mà ông ta có để mà giải quyết, đấy là bạo lực của công an. Ông sẽ gieo rắc nỗi kinh hoàng đến khắp Việt Nam và cả người dân Việt Nam trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin chưa xoán ngôi Tổng Trọng, Tô Lâm đã chuẩn bị lực lượng khủng và hốt cóc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.